đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh do ông Danh Phúc, trưởng ban dân tộc tỉnh, có buổi thăm và chúc Tết cổ truyền Xuân Thế Nam Thơ Mây, ban giám đốc và viên chức là người dân tộc Khmer tại đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang. Tại đây, ông Danh Phúc, trưởng ban dân tộc tỉnh, gửi lời chúc mừng đến ban giám đốc đài, chúc mừng năm mới Xuân Thế Nam Thơ Mây đến toàn thể viên chức là người dân tộc Khmer của đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang. Ông Danh Phúc cũng thông tin về việc công tác dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng bào Khmer phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, ông Danh Phúc thông tin, nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Thế Nam Thơ Mây năm nay, Ban chỉ đạo Tết quân dân tỉnh Kiên Giang lần đầu tiên tổ chức chương trình Tết quân dân tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, thực hiện các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động an sinh xã hội. Hoạt động Tết quân dân trong hơn một tháng qua tại xã Minh Hòa đã được Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Các hoạt động đã tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của nhiều tổ chức cá nhân. Từ đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc. Ông Lê Giang Chuyển, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang khẳng định, trong thời gian gần đây công tác phối hợp của Ban dân tộc và Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Hiện nay, đài mỗi ngày thực hiện 5 chương trình với thời lượng phát sóng 200 phút, tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Đặc biệt tuyên truyền các điển hình cá nhân tổ chức có những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Vừa qua, đài phối hợp với Ban dân tộc thực hiện phóng sự Chuyện tử tế đã có sự lan tỏa mạnh mẽ và gần nhất là chương trình Tết quân dân. Ông Lê Văn Chuyển cho biết, hiện nay đài cũng tâm huyết với đề án bảo tồn văn hóa bản sắc dân tộc. Trong chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mong muốn Ban dân tộc tiếp tục có sự quan tâm để đề án này được triển khai thực hiện. Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang sẽ phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền.